Vâng, xin chào anh Hiền, anh là một thành viên lâu năm của nhóm bảo vệ sự sống Hà Nội. Không biết đối với Bệnh viện Phụ sản Trung ương Hà Nội này thì anh có thường xuyên đến đây để tham gia tư vấn cho các chị em không ạ? Cách đây khoảng vài năm thì mình thường xuyên có các buổi để vào đây để gặp gỡ các những bạn trẻ và những người có ý định đang có ý định phá thai, để mình thuyết phục họ giữ lại cái mầm sống đấy, để cho người ta không đi vào cái con đường tội lỗi, để đó là giết bỏ đi một thai nhi là một con người mà lại là chính người con mình sinh ra. Như các cụ câu là hổ dữ không thịt con, và tại cớ sao mà một người mẹ đã đi giết bỏ con mình để thu lại, để biện cho các lý do là tôi vì cuộc sống, vì tôi còn trẻ, hay là vì tôi kinh tế gia đình, hay là vì nhiều vấn đề khác để dứt bỏ sự sống đấy. Dạ vâng, đối với những lần anh đến đây tham gia tư vấn thì anh có gặp khó khăn, và những khó khăn nhất mà anh gặp phải là gì ạ? Có lẽ là khó khăn nhất đó chính là, bởi vì như các bạn biết đấy, ở bệnh viện phụ sản thì là thường chỉ có phụ nữ thì người ta mới được vào cái khu ngồi phá thai để chờ, để làm việc. Nhưng đối với tôi là một người đàn ông, tôi vào đấy thì nhiều lúc người ta cứ tò mò hỏi là đến đây làm gì, hay là đưa vợ đi, hay như thế nào. Mà ngày nào người ta cũng nhìn thấy mình đến đây thì nhiều lúc mình gặp khó vấn đề và khó trong cách mình trả lời họ. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Thank you.
tiếp tục đến với cuộc tuần hành mùng 8 tháng 3 với chủ đề mùng 8 tháng 3 không nạo phá thai. Nơi tôi đang đứng đây chính là cơ bệnh viện Phụ sản Trung ương Hà Nội, nơi hàng ngày diễn ra bao nhiêu cuộc phá thai mà các bác sĩ đã dùng các mỹ từ như điều hòa kinh nguyệt hay kế hoạch hóa gia đình. Vâng, đây là anh Công. Không biết anh đây là lần thứ mấy anh tham gia cuộc hành trình mùng 8 tháng 3 ạ? Đây là lần đầu tiên tôi tham gia cuộc hành trình đi dạo và phát tờ rơi bảo vệ sự sống, bảo vệ thai nhi. Vâng, với lần đầu tiên anh tham gia những cuộc tuần hành bảo vệ sự sống, bảo vệ thai nhi như vậy, anh có cảm xúc như thế nào về những cuộc tuần hành như vậy của nhóm bảo vệ sự sống Hà Nội ạ? Đây là một trong những công việc rất là thiết thực và ý nghĩa và cần được mở rộng nhiều hơn và cho mọi người biết đến, truyền những thông điệp bảo vệ sự sống, bảo vệ thai nhi. Đừng để yêu lòng một lúc rồi hối hận cả đời, xin đừng phá thai và giết hại thai nhi. Vâng, xin hỏi anh một câu, không biết anh đã lập gia đình chưa ạ? Dạ, mình đã lập gia đình. Dạ vâng, không biết anh đã có cháu nhỏ nào chưa ạ? Dạ, mình đã có một cháu rồi. Vâng, đối với một người bố, một người chồng thì anh có quan điểm như thế nào về việc nạo phá thai của giới trẻ hiện nay? Đây là một trong những hành động tôi cho rằng phải lên án. Và đây là những hành động mà không nên được phát triển rộng rãi trên đất nước Việt Nam. Các bạn trẻ hãy trau dồi cho mình thêm được thật nhiều cái kiến thức và hành trang trước khi kết hôn và lập gia đình. Mong các bạn hãy có một cái ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Và mong các bạn đừng phá thai. Vâng, để nói một câu thật ngắn gọn để trao gửi tới các bạn nữ ngày 8 tháng 3, anh sẽ có một câu từ rất là ngắn gọn để gửi tới các bạn không ạ? Lời đầu tiên xin gửi đến các bạn nữ, anh chị, các chị em, phụ nữ trong ngày 8 tháng 3, có một ngày phụ nữ 8 tháng 3 thật là vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt. Và cũng mong rằng chúng ta có thể vui vẻ, hạnh phúc nhưng đừng vui quá đà. Vâng, xin cảm ơn anh ạ.